sống khôn tuyệt đối không tiêu tiền tiết kiệm vào ba vùng cấm này, nếu không càng sống càng khốn khó. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây là phần tóm tắt những nội dung chính trong video này. Đồng tiền luôn phát ra âm thanh nhưng tờ tiền thì im lặng. Còn khi hết tiền, đừng làm những việc trong kế hoạch dài hạn. Hãy tập trung vào kế hoạch ngắn hạn trước, kiếm tiền nhỏ rồi mới nghĩ đến đầu tư sau này. Vì vậy, dù là người giàu hay người nghèo cũng cần biết, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy luôn giữ im lặng. Người khôn ngoan không tiêu tiền tiết kiệm vào ba vùng cấm này, nếu không càng sống càng khốn khó. Hiểu được 6 loại tính cách này sẽ giúp bạn sử dụng tiền khôn ngoan hơn. Cuộc sống có 3 kiểu người: người giàu giả nghèo, người nghèo giả giàu. Chỉ có kiểu thứ 3 mới thực sự là khôn ngoan nhất. Dù bạn có tiền hay nghèo kiết xác, có 3 điều vẫn phải khắc cốt ghi tâm để không bị khinh rẻ. Đáng tiếc, điều số 2 không mấy người chú ý. Con người lúc có tiền cần tránh xa 3 nơi, lúc không tiền cần tránh xa 2 người này. Có 3 thứ nên tiết kiệm, nhưng nhiều người lãng phí, tới khi ngoảnh lại thành người trắng tay toàn tập. Có 5 bí quyết để bạn có thể tăng khả năng tiết kiệm của mình. Chia sẻ công thức để xây dựng một khả năng tài chính ổn định hơn. Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ. Dù hết tiền cũng không làm 15 điều này, vậy mới là người lý trí và thông minh, vượt qua mọi thị phi để tìm đến cuộc sống giàu sang. 6 khoản tiền càng tiêu càng giàu, người khôn ngoan không bao giờ cân đo đong đếm. Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Phần 1. Người khôn ngoan không tiêu tiền tiết kiệm vào ba vùng cấm này, nếu không càng sống càng khốn khó. Quý vị thân mến, nhà văn Oscar Wilde từng nói, khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Bây giờ khi tôi đã già, tôi nhận ra rằng nó chính xác là như vậy. Cuộc sống của con người thực sự không thể tách rời tiền bạc. Hơn nữa, kiếm tiền giống như tích cát xây tháp, mà tiêu tiền lại giống như nước chảy xuống biển. Nếu không biết cách quản lý tài chính, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm thì cũng nhanh chóng hết. Bởi vậy khi về già, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bạn cũng không nên tiêu tiền vào đây. 1. Tiêu tiền vào những mối quan hệ không đâu. Nhà triết học Francis Bacon có nói, tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng nó cũng có thể trở thành chủ nhân tồi trong những dịp nhất định. Chúng ta thường nói tuy tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không được. Nhưng dù có tiền, chúng ta cũng không thể tiêu vào những nơi và những người không cần thiết, chẳng hạn như những cuộc ăn chơi xuyên ngày đêm. Trong cuộc sống này, có một người bạn được duy trì bởi sự chân thành và một số kiểu người được duy trì bởi tiền bạc. Khi bạn có tiền, họ sẽ kết thân với bạn, và khi bạn không có tiền, họ sẽ rời bỏ bạn không chút do dự. Đương nhiên, có những cuộc gặp gỡ là rất cần thiết và để duy trì mối quan hệ. Nhưng cũng có không ít mối quan hệ chỉ tồn tại khi bạn có tiền. Khi đã về hưu, nếu vẫn không hiểu chân lý này và vung tiền cho những mối quan hệ vì tiền, bạn sẽ càng ngày càng nghèo đi trong tương lai. Đừng đợi cho đến khi bạn bị mất mát mới hiểu được sự thật này. Bởi vậy, hãy học cách dọn dẹp vòng tròn bạn bè của mình. Học cách nói không với những mối quan hệ xã giao có chất lượng kém. Có như vậy, quãng thời gian còn lại mới trở nên suôn sẻ và bình thản. 2. Tiêu tiền cho những vật chất xa xỉ. Mark Twain cũng đã nói, nếu bạn biết cách sử dụng thì tiền bạc là một nô lệ tốt. Nếu bạn không biết cách sử dụng, bạn sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền. Ở tuổi về hưu, nhiều người đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, và cũng có những khoản tiết kiệm nhất định, có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Nhưng cũng phải hiểu rằng bạn phải tiêu dùng hợp lý, thì bạn mới là chủ nhân của đồng tiền chứ không phải là nô lệ. Khi sống, con người không chỉ phải tính đến hiện tại, mà còn phải cân nhắc và hoạch định cho tương lai. Sau tuổi trung niên, nếu không muốn cuộc sống ngày càng nghèo nàn, thì đừng tiêu tiền vào những vật chất không cần thiết bên ngoài. Không phải ví tiền của bạn, mà là vóc dáng của bạn mới quyết định trang phục mà bạn mặc.
vẻ đẹp của một người phụ thuộc vào nội tâm chứ không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài như quần áo phụ kiện. Đừng quá đam mê chạy theo những đồ xa xỉ trong khi bạn không quá giàu có để mua chúng. Chỉ cần thế giới tinh thần của bạn phong phú thì dù bạn ăn mặc, sinh hoạt như thế nào thì cuộc sống của bạn cũng sẽ hạnh phúc. Khi đến tuổi về hưu, bạn cần cân nhắc để tiêu tiền vào những thứ thực sự đáng giá và cần thiết. Nếu không, quãng đời phía sau sẽ trở nên khó khăn. 3. Tiêu tiền cho những việc không nắm chắc. Trong nửa sau của cuộc đời, bạn phải ổn định bản thân và dành nhiều thời gian cho mình. Dù không quá thành công cũng không sao, chỉ cần bạn có thể sống một cuộc sống đơn giản, biết đủ là phúc. Những mối làm ăn lớn, những cơ hội béo bở, bạn cần bình tâm một đoạn thời gian rồi hãy quyết định sau. Mọi thứ vào độ tuổi ngũ tuần đều nên nắm bắt thật kỹ rồi hãy hành động. Nếu bản thân cảm thấy mơ hồ thì tuyệt đối đừng làm. Tiền bạc là những con số vô tri mà tự thân nó không thể đổi lấy được bất cứ giá trị nào. Nó chỉ có thể phát huy giá trị của chính nó khi phục vụ nhu cầu của cuộc sống con người. Song thay vì chi tiêu vào ba điều trên, bạn nên sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào bản thân. Chi tiền để đổi lấy kiến thức là sự lựa chọn hàng đầu. Đây là khoản đầu tư rất dễ thu lợi nhuận và rất an toàn. Số tiền bạn chi tiêu cho bản thân sẽ được thu hoạch bằng nhiều cách khác nhau, vốn tri thức mà bạn có hay đơn giản là thay đổi giá trị bản thân theo hướng tích cực. Phần 2. Hiểu được 6 loại tính cách này sẽ giúp bạn sử dụng tiền khôn ngoan hơn. Quý vị thân mến, một số thuật ngữ đã được phát triển bởi bà Olivia Mellon, chuyên gia trị liệu và tâm lý nổi tiếng của Mỹ, trong việc xử lý các vấn đề về tiền bạc. Việc phân loại thành những tính cách khác nhau sẽ giúp chúng ta hiểu chúng có ý nghĩa gì và ảnh hưởng đến mỗi quyết định tài chính ra sao. Kiểu người thứ nhất, người tiết kiệm tiền thái quá. Kiểu người này sẽ luôn muốn sống tần tiện, bỏ qua những sở thích, hoạt động có thể mang lại hạnh phúc hay trải nghiệm. Họ cũng có thể cảm thấy khó khăn khi tiêu tiền cho bản thân. Thực chất, việc tiết kiệm tiền có thể không gây ra vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu luôn cảm thấy quá lo lắng hoặc căng thẳng về việc tiêu tiền, thì việc sửa đổi hành vi và thái độ này là cần thiết để bạn có thể tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Kiểu người thứ hai, người tiêu tiền quá mức. Đây là kiểu người thích mua sắm và họ thích thưởng thức cảm giác đó. Họ có xu hướng chi tiền cho những thứ không cần thiết, mua về rồi cất tủ, không sử dụng đến. Đôi khi, họ chi tiêu tất cả số tiền mình kiếm được. Họ nghiện chi tiêu ngay cả khi không có tiền, đang mắc nợ, sẵn sàng trả góp để mua sắm theo ý thích, thậm chí giấu bạn bè và gia đình để chi những khoản lớn. Kiểu người thứ ba, người lo lắng về tiền. Với trường hợp này, họ sẽ có xu hướng lo lắng về tiền bạc mọi lúc, mọi nơi. Do muốn kiểm soát tiền bạc nên họ có thể dành nhiều thời gian để kiểm tra số dư tài khoản, xem tiền của mình đang ở đâu. Đây là một điều tốt, nhưng nếu nỗi lo lắng thường trực trong cuộc sống sẽ ảnh hưởng không tốt đến mỗi quyết định tài chính. Kiểu người thứ tư, người thờ ơ với tiền. Họ không muốn làm gì liên quan gì đến tiền, không muốn nghĩ về tiền và thường chậm thanh toán các hóa đơn. Họ có thể không biết mình có bao nhiêu tiền, cũng như không biết đang chi bao nhiêu tiền cho việc gì. Và thực sự đối với họ, tiền nghe có vẻ nhàm chán và việc quan tâm đến tiền có thể là quá sức với họ. Người thờ ơ với tiền có thể không biết cách quản lý tiền của mình. Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ nếu họ không có trách nhiệm về tài chính. Kiểu người thứ năm, người ghét tiền. Người ghét tiền tin rằng tiền là xấu xa và là nguyên nhân của mọi vấn đề. Họ tin rằng không nên để tiền ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng trong cuộc sống. Họ không muốn tích lũy tiền. Điều đó có thể khiến họ cảm thấy rất khó chịu và thậm chí có thể tránh né cả việc đầu tư để tiền sinh ra tiền. Kiểu người thứ sáu, người nghiện tích lũy tiền. Họ thích có rất nhiều tiền và luôn làm việc để tích lũy tiền. Và điều đó có thể gây khó khăn cho việc tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Họ có thể không có thời gian dành cho những người yêu thương và thiếu kết nối với mọi người. Họ có thể thực sự chỉ cảm thấy thỏa mãn
khi đang làm việc để kiếm được nhiều tiền hơn và tích lũy nó. Đồng thời, họ cũng có thể cảm thấy khó khăn khi tiêu xài. Không thể khẳng định rằng tính cách này tốt hơn tính cách kia. Việc nhận thức đúng về tính cách về tiền giúp bạn đưa ra quyết định tài chính phù hợp, đảm bảo rằng bạn đang tiến tới mục tiêu của mình, chứ không chỉ phản ứng bởi vì đó là thói quen và thái độ về tiền mà bạn đã phát triển trong suốt cuộc đời của mình. Phần 3. Cuộc sống có 3 kiểu người: người giàu giả nghèo, người nghèo giả giàu. Chỉ có kiểu thứ 3 mới thực sự là khôn ngoan nhất. Quý vị thân mến, đồng tiền luôn phát ra âm thanh nhưng tờ tiền thì im lặng. Vì vậy, dù là người giàu hay người nghèo cũng cần biết, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy luôn giữ im lặng. Có câu chuyện kể rằng, nhà vua cùng các quan đại thần đi nghỉ mát tại Sơn Trang để tránh nóng. Trong một lần nhàn rỗi, ông vừa đi dạo, vừa hỏi chuyện hai tâm phúc của mình rằng, hai vị ái khanh hãy nói xem, ai mới là người giàu nhất thiên hạ này. Một vị lập tức nịnh nọt trả lời, đương nhiên là thánh thượng giàu nhất vì cả thiên hạ này đều là của ngài rồi. Một vị còn lại thẳng thắn trả lời, thần cho rằng, người giàu nhất là người cần kiệm. Nếu biết cần kiệm thì dù nhà chỉ có 4 bức tường cũng sẽ dần dần mà giàu có. Nhà vua lại hỏi, thế ai mới là người nghèo nhất thiên hạ này? Vị nịnh thần đáp, còn ai ngoài kẻ ăn mày, trên không có một viên ngói, dưới không có mảnh đất cắm rủi. Vị thần tử còn lại đáp, kẻ nghèo nhất thiên hạ chính là người tham lam. Đã tham lam thì cho dù có gia tài bạc triệu rồi cũng sẽ tiêu xài sạch sẽ. Quả thật, cuộc đời giống như một ván cờ. Chuyện giàu nghèo giống như hai quân đang ở giữa trận chiến, đan xen lẫn lộn với nhau, không thể phân định rõ ràng. Cuộc sống cũng không thể phân chia đơn giản thành người giàu hay người nghèo, vì họ còn chia ra người giàu giả nghèo, người nghèo giả giàu. Kiểu thứ nhất, người nghèo giả giàu, che giấu sự tự ti, mặc cảm của chính mình. Có câu nói rằng, nghèo không phải cái tội, nhưng nghèo thì vô hình chung đã trở thành nỗi xấu hổ của nhiều người. Xấu hổ vì cái gì? Suy cho cùng, chúng ta tự ti, mặc cảm đều là do vấn đề hư vinh, thể diện với người ngoài. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể thường xuyên phát hiện không ít người bên cạnh luôn ra vẻ giàu có trong những trường hợp đông người để tăng thể diện. Chẳng hạn như, nếu họp lớp, họ sẽ tranh trả tiền bằng thẻ tín dụng, không quên nói đệm vài câu như là, ai mà tranh trả tiền với tôi thì chính là coi thường thằng bạn này. Đằng sau bữa tối hào phóng đó, có thể họ sẽ phải tần tiện từng đồng tiền đi lại, ăn uống của một tháng sau. Hoặc là khi họ hàng tụ tập vào các dịp lễ Tết, ăn dỗ, một số người không ngừng khoe khoang về nghề nghiệp của mình, thậm chí còn cố tình bịa đặt con số tiền lương và thu nhập để giữ thể diện. Những hành động này đều tạo thành một loại cảm giác hư vinh phù phiếm, giúp họ giành được sự tôn trọng của người xung quanh. Bản chất được che giấu đằng sau chỉ có sự tự ti và mặc cảm. Về cơ bản, mọi người đều đang theo đuổi tâm lý chung tham phú phụ bần. Càng là người trẻ, ít có cơ hội chiêm nghiệm về đời, thì tâm lý này lại càng mãnh liệt. Làm con cái, họ không muốn cha mẹ mình bị khinh thường. Làm hàng xóm, họ không muốn bị mọi người xung quanh không quan tâm. Làm một con người, họ không muốn lòng tự trọng bị đả kích. Do đó, họ lựa chọn giả vờ, khoác lên một tấm áo hào phóng và giàu có để tự thổi phồng bản thân. Kiểu thứ hai, người giàu giả nghèo, tự bảo vệ mình. Nếu người nghèo giả vờ giàu là một mặc cảm tự ti, thì người giàu giả vờ nghèo là một loại tâm lý tự bảo vệ mình. Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm vẫn có khách tìm. Sự giàu có đôi khi cũng mang lại cho họ rất nhiều rắc rối. Đó có thể là rắc rối từ người thân, bạn bè hoặc thậm chí là những người xa lạ. Họ hàng có thể lấy quan hệ huyết thống để truy cầu sự trợ giúp. Nếu từ chối, bọn họ có thể công khai lên án bạn bằng vô số ngôn từ chính nghĩa và đạo đức con người. Bạn bè lại mượn danh nhân nghĩa để tiếp cận các cơ hội tiến thân tốt hơn thông qua mối quan hệ với bạn. Những người càng có danh vọng hay vật chất thì càng khó kiểm soát được dục vọng, tham muốn của bản thân cũng như những người xung quanh. Hơn nữa,
người ta càng đặt kỳ vọng vào họ cao hơn những người khác. Những việc mà họ làm nếu như không đạt được kết quả như mọi người mong đợi, thì sẽ khiến người ta nảy sinh tâm oán hận. Đó chính là lý do mà người xưa thường nói, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Giữ im lặng đôi khi là cách họ tự bảo vệ chính mình. Tiền bạc của người giàu cũng không rơi xuống từ trên trời, cuộc sống ổn định cũng không phải người khác đem cho. Họ kiếm tiền không dễ nên lại càng phải cẩn trọng và đề phòng những ai tiếp cận với tâm lý lợi dụng. Kiểu thứ ba, giàu cũng được, nghèo cũng được, quan trọng là tự tại. Nếu có người hỏi trên đời có kiểu người thứ ba hay không, thì câu trả lời là có. Ngoại trừ người nghèo giả giàu và người giàu giả nghèo như hai trường hợp trên, còn có một kiểu đối tượng, họ có thể nghèo, cũng có thể giàu, cũng có thể chẳng nghèo chẳng giàu, nhưng họ tôn trọng chính cuộc sống thực của mình và không cần khoác lên mình bất cứ vỏ bọc nào. Có người từng nói, quá khiêm tốn cũng là một kiểu khoe khoang. Chẳng hạn, một người đạt điểm 10 duy nhất trong cuộc thi, nhưng lại luôn miệng nói cũng thường thôi, mình chỉ học qua qua thôi mà, thì phản tác dụng hoàn toàn. Cho nên, quá kiêu ngạo để che giấu sự tự ti hay quá khiêm tốn để tự bảo vệ đều là một loại thái độ cực đoan. Chỉ sống tự tại ngay trong hiện tại, không cần thể hiện hào nhoáng, không cần khoe khoang gì nhiều, vì sự im lặng an tĩnh mới thực sự đem tới cho con người cảm giác bình yên nhất. Có câu chuyện xưa kể rằng, một thanh niên trẻ luôn sống trong ưu sầu, lo nghĩ, tìm đến một ngôi chùa cổ thanh tu. Tại đây, anh gặp một thiền sư già. Anh bèn lại gần hỏi, thưa thầy, một người phải làm thế nào mới có thể sống vui vẻ, khoái hoạt hơn? Vị thiền sư mới đáp, không khó, anh chỉ cần làm được 4 điều mà thôi. Đó chính là đặt bản thân mình là người khác, đặt bản thân người khác là mình, đặt người khác là người khác và đặt mình là mình. Quả thực, ý nghĩa chân chính 4 câu nói của vị thiền sư khi xưa đúc kết đó là: 1. Khi đặt bản thân mình là người khác để đối đãi thì chính là vô ngã. 2. Khi đặt người khác là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là từ bi. 3. Khi đặt người khác chính là bản thân họ để đối đãi thì đó chính là trí tuệ. 4. Khi đặt bản thân mình là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là tự tại. Trong cuộc đời, nếu một người có thể chân chính hiểu và đạt được 4 loại cảnh giới này, thì họ mới thực sự trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm trí, trở nên bản lĩnh và khôn ngoan hơn. Phần 4. Dù bạn có tiền hay nghèo kiết xác, có 3 điều vẫn phải khắc cốt ghi tâm để không bị khinh rẻ, đáng tiếc. Điều số 2 không mấy người chú ý. Quý vị thân mến, bạn có thể kiếm tiền, đây là kỹ năng. Tuy nhiên, bạn có thể bảo vệ cơ thể và sức khỏe của mình, đây là sự khôn ngoan của bạn. Ai đó đã từng nói rằng năm 2024 có thể khó khăn hơn năm 2023. Hẳn là có thể khó khăn và khắc nghiệt đó, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Sống trong một thời đại năng động, một xã hội văn minh, chúng ta không thể trốn tránh, không thể đứng ngoài cuộc hay im lặng chấp nhận. Khi các vấn đề về kinh tế và sức khỏe tác động đến cuộc sống, chúng ta sẽ thấy rằng có thể mỗi ngày mình đang sống giống như đi trên tảng băng mỏng, khiến lòng không yên. Đối với một số người thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu, có lẽ vấn đề họ gặp phải phức tạp hơn nhiều và họ sẽ không mảy may đắn đo về những vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, bạn vẫn chỉ quan tâm đến những mệt mỏi trước mắt bạn, thay vì lo cho sức khỏe, thứ giúp chúng ta làm được mọi thứ trên đời. Dù bạn có kiếm được tiền hay không, bạn cũng phải nhớ 3 luật vàng này. 1. Dù kiếm được nhiều tiền hay không, xin bạn đừng chấp nhận rủi ro mà chơi liều. Các bạn thường hay bảo liều ăn nhiều. Trong mắt nhiều người lúc này, việc gì càng mạo hiểm thì càng nhận được nhiều phần thưởng. Đặc biệt trong bối cảnh phức tạp, đầy cơ hội và thách thức của năm 2024 sắp tới, hầu hết mọi người đều có tư tưởng mở cánh cửa cơ hội với tâm lý phiêu lưu. Nếu bạn là con của triệu phú hay đại gia, hoặc bạn là một người tương đối giàu có, thì bạn có thể chấp nhận rủi ro một cách tự nhiên và muốn liều thì liều nhưng có mức độ nhất định. Còn nếu bạn chỉ là một công nhân lao động bình thường, làm ơn đừng mạo hiểm quá nhiều, mà phải lựa chọn chờ đợi thời cơ chín muồi,
hoặc đợi sau khi cuộc sống ổn định. Tại sao người khác làm được tôi lại phải chờ? Vì khi bạn không giàu, nếu bạn liều thì nguy cơ bạn mất trắng rất cao. Bạn lại không có gì để bù lỗ cho bạn. Những người có nhiều tiền thì mất một ít không sao, họ vẫn còn đường lui. Còn bạn, nếu bạn không có gì trong tay nhưng chịu thua thì rất có thể bạn sẽ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì độ liều của bạn đấy. Vì vậy, muốn có cuộc sống tốt đẹp trong năm 2024, trước hết bạn phải học cách chờ đợi thời cơ để ổn định. Sau đó, bạn có thể nắm bắt cơ hội như bàn đạp để đạt được mục tiêu của mình. 2. Dù cho bạn có thể kiếm tiền hay không, bạn phải chăm sóc sức khỏe của mình. Trong cuộc sống hiện tại, có một thực tế rất phũ phàng, đó là bạn không bao giờ biết được khi nào cơ thể mình bị bệnh. Sức khỏe tưởng chừng là vấn đề cá nhân, nhưng thực tế, đó là vấn đề gia đình. Nếu không quan tâm đến vấn đề sức khỏe, thì cá nhân người bệnh và gia đình rất khổ sở. Nhiều người nghĩ rằng khi đối mặt với virus hiện nay thì chỉ cần chuẩn bị tinh thần là được. Nhưng những vấn đề khác thì sao? Có người đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm và mắc bệnh do làm việc quá sức. Có người vận động quá sức khiến cơ thể kiệt sức và ngã quỵ. Có người thức đêm và thường xuyên có những thói quen xấu để rồi một ngày họ đột quỵ và ra đi. Tất cả những điều này đều là những vấn đề nhỏ trong vấn đề sức khỏe. Nhưng nếu một vấn đề nhỏ này cứ lớn dần lên thì mỗi chúng ta khó có thể gánh chịu những hậu quả. Thời đại này có một câu nói rằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo chỉ có một giường bệnh. Bạn có thể kiếm tiền, đây là kỹ năng. Tuy nhiên, bạn có thể bảo vệ cơ thể và sức khỏe của mình, đây là sự khôn ngoan của bạn. Khi bạn có thể đảm bảo sức khỏe của mình, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ trên đời này chỉ là vấn đề nhỏ. Một ngày có 24 giờ đồng hồ, giả dụ như bạn bỏ ra 8 tiếng để nghỉ ngơi, thì 16 tiếng còn lại bạn có tràn đầy năng lượng để hoạt động hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của chính bản thân. Cho dù là lao động thể chất hay lao động trí tuệ, đều cần một sức khỏe tốt. Khi cơ thể có đủ năng lượng, bộ não có thể suy nghĩ nhanh hơn và giúp cho bạn tăng khả năng tiếp thu kiến thức, giúp bạn không ngừng trưởng thành trong cuộc sống. Điển hình cho việc giữ bản thân có một thể trạng tốt đó chính là Jack Ma, người đã tập thái cực quyền gần 10 năm, hay Phan Thạch Ngật, tỷ phú bất động sản nổi tiếng Trung Quốc, đều chạy thể dục mỗi ngày, ngay cả khi đi công tác. Những người thành công luôn biết giữ sức khỏe cho bản thân, vì họ biết điều đó thật sự quan trọng. Có một cơ thể bền bỉ sẽ giúp chúng ta đi lâu hơn. 3. Dù bạn có kiếm được tiền hay không, bạn vẫn phải nâng cấp giá trị của mình. Bạn rất muốn đổi đời nhưng lại từ chối đầu tư vào cái mà xã hội cần thì rất khó để bản thân trở mình thoát khỏi nghèo khó. Trong thời đại ngày nay, ai cũng muốn bản thân mình có chỗ đứng tại nơi làm việc, thậm chí có thể tiến xa hơn, có không gian rộng hơn để phát triển. Tuy nhiên, nếu muốn đánh bại đối thủ hoặc nổi bật trong một môi trường cạnh tranh cao, con người phải có giá của mình. Vì vậy, muốn tránh được rủi ro bên ngoài hoặc giảm thiểu tác động của rủi ro đến bản thân thì ít nhất bạn phải có một số kỹ năng nhất định. Hơn nữa, thời đại này là thời đại học tập suốt đời và triển vọng phát triển của mọi người là vô tận. Vì vậy, nếu bạn muốn nhanh hơn người khác một bước, bạn phải chi tiền mua kiến thức. Trong lĩnh vực chuyên môn của riêng bạn, bạn phải nạp năng lượng. Trong lĩnh vực mới nổi, bạn phải học hỏi tích cực. Chỉ sau khi con người biết tích cực học hỏi, họ mới có thể đứng vững trong thế giới mà không bị ngoại cảnh tác động quá mức, cũng như không trở thành bàn đạp cho người khác. Ai đó đã từng nói, giá trị của bạn sẽ quyết định bạn có thể đi đến đâu. Nếu mục tiêu của bạn là thành Rome, thì bạn rèn giũa bản thân mình có thể chịu được áp lực và thử thách của cuộc hành trình này. Nếu giá trị của bạn có thể mang theo hoài bão và khát vọng của bạn, tôi tin rằng bạn sẽ chạm tay vào những điều tốt đẹp hơn. Dù xã hội có tàn khốc, cuộc sống phức tạp, nhưng chỉ cần con người có thể nâng cao năng lực của mình, thì sẽ có ngày cá chép hóa thành rồng, quan trọng là thời gian thôi. Cùng với sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, rất nhiều người phải đối mặt với hàng tá áp lực từ cuộc sống như công việc, gia đình, kết hôn, nhà cửa.
những điều này dễ dàng khiến cho con người trở nên nóng nảy, nông nổi, không có cách nào làm công việc một cách hoàn hảo, đến nơi đến chốn, và khổ hơn là khiến bản thân trải qua những ngày không mấy tốt đẹp. Thực tế là bạn nên hiểu rằng, đừng cố gắng kiếm tiền một cách lao lực, chỉ biết nhảy vào làm việc một cách không khoa học, hay nôm na là đừng biến mình thành con thiêu thân, làm nô lệ của công việc. Bài học tiếp theo là, dù nghèo tới đâu, muốn đổi đời đừng quên đầu tư vào tri thức. Lấy ví dụ từ trường hợp của cậu luật sư Su Feng, một người xuất thân trong một gia đình vô cùng nghèo túng. Cả gia đình đều sống dựa vào chiếc xe bán đậu phụ của người cha. Su Feng nhận thức được sự khó khăn ngay từ nhỏ. Vì thế cậu ấy đã cố gắng thi vào khoa luật đại học quốc gia, vì chỉ có như vậy mới giúp cải thiện thu nhập, hiện trạng của gia đình. Nhưng khi Su Feng ấy lên đại học thì người cha đối mặt với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Để cha có thể kịp nhìn thấy đứa con thành tài, trong một khoảng thời gian cực ngắn, Su Feng ấy đã cố gắng tham gia kiểm tra tư pháp và trở thành luật sư. Cuối cùng, cha của Su Feng đã có thể kịp nhìn thấy anh trở thành một luật sư thật sự trước khi ra đi. Không lâu sau đó, mẹ anh lại được chuẩn đoán một căn bệnh ung thư khác. Để mẹ già có thể sống yên bình, năm 23 tuổi, anh chọn cách từ chức và kinh doanh. Sau những vất vả đó, cuối cùng mẹ và anh cũng đã có được một ngôi nhà tốt hơn và điều kiện sống ổn hơn xưa. Và không lâu sau đó, cuối cùng mẹ anh cũng ra đi thanh thản. Trong nửa đầu của cuộc đời, Su Feng đã đối mặt với vô vàn điều đau khổ, mất mát. Nhưng anh không bao giờ từ bỏ và luôn nỗ lực, ngày qua ngày học hỏi, đầu tư cho tri thức để có một cuộc sống tốt hơn. Đây có thể là một ví dụ điển hình về kết quả của việc bỏ công sức và đầu tư cho tri thức. Bạn rất muốn đổi đời nhưng lại từ chối đầu tư vào cái mà xã hội cần, thì rất khó để bản thân trở mình. Dù giàu hay nghèo cũng phải luôn luôn phải có lòng biết ơn. Có câu, cái gì cũng có thể không biết nhưng không thể không biết điều. Sống lương thiện và có lòng biết ơn sẽ không lo rằng không gặp được quý nhân, may mắn và tài phú đến với mình. Đa số người trẻ tuổi đều đối mặt với một vấn đề, đó là khi mới bắt đầu nhưng không có sự hậu thuẫn cũng không có tài nguyên gì lớn lao. Vậy cơ hội nào dành cho mình? Thật ra, tất cả những cái gọi là tài nguyên hay hậu thuẫn của mọi người đều có giới hạn nhất định, và nên hiểu rõ rằng không thể dùng mãi những thứ đó cả đời được. Tất cả đều phải tích lũy liên tục. Những người xuất thân từ một gia đình bình thường đều tự dựa vào bản thân để đứng vững trong xã hội. Vậy họ nên làm gì? Đầu tiên, hãy thường xuyên ra ngoài xã giao, tham gia các buổi hội thảo, trao đổi, để có thể vừa tiếp thu thêm một số kiến thức, vừa có thể mở rộng mối quan hệ của mình. Nên chủ động giữ liên lạc với người khác, chủ động làm quen với nhiều người hơn, vì không ai ngại kết thêm bạn mới cả. Sau đó, bạn hãy chọn lọc những mối quan hệ tốt và đáng tin, để có thể trở thành những đối tác tiềm năng sau này. Và cứ tích lũy dần như vậy, bạn sẽ có được nguồn lực dồi dào sau này. Phần 5. Con người lúc có tiền cần tránh xa 3 nơi, lúc không tiền cần tránh xa 2 người này. Quý vị thân mến, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi xem lời khuyên cụ thể trong những trường hợp có tiền và không tiền ở đây là gì nhé. Tục ngữ có câu, giàu sang tránh xa 3 nơi, nghèo khó chớ gần 2 người. Câu tục ngữ này nói về 2 trạng thái khác nhau của cuộc sống, đó là giàu và nghèo. Lời răn dạy của cổ nhân nhất định là có nguyên nhân. Một người dù thuộc tầng lớp địa vị xã hội nào cũng đều có những điều cấm kỵ cần phải tuân theo, nếu không sẽ rất dễ đi sai đường. Dù khi giàu sang hay nghèo khó, hãy nhớ đến lời khuyên chân thành tránh xa 3 nơi và chớ gần 2 người mà cố nhân muốn nhắn nhủ chúng ta. Vậy thì 3 nơi và 2 người được nhắc đến ở đây cụ thể là như thế nào? Và tại sao chúng ta nên tránh xa họ? Trường hợp thứ nhất, giàu sang tránh xa 3 nơi này. Tiền có thể khiến ta giàu sang phú quý, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng tiền cũng có thể khiến ta sa ngã, gặp phải nhiều phiền toái, tai ương. Bởi vậy người xưa mới răn dạy người đời sau về 3 nơi tuyệt đối không nên lui tới khi ta giàu có. 1. Sòng bạc.
có rất nhiều chuyện có thể dẫn tới cảnh tán gia bại sản, nhưng đánh bạc được người xưa xếp hàng thứ nhất. Từ xưa đến nay số người giàu có lui tới sòng bạc nhiều không kể xiết. Cờ bạc có thể gây nghiện, hơn nữa trăm điều hại mà không có lấy một điều lợi. Một khi đã bước chân vào sòng bạc thì muốn rút chân ra là vô cùng khó. Chính bởi chút tham lợi, họ cảm thấy chỉ một chút đầu tư là sẽ có thể kiếm được bội tiền, thắng ham ăn, thua ham gỡ. Cuối cùng họ chỉ mãi là đắm chìm trong đó. Người dẫu có nhiều tiền đến đâu vẫn có thể trắng tay vì bài bạc chỉ trong một đêm. Từ xưa tới nay, cảnh tượng vì đánh bạc mà gia đình đổ vỡ, vợ con ly tán nhiều vô kể. Cho nên lời khuyên đầu tiên cho những người giàu có là chớ lui tới sòng bạc. Bởi nếu chỉ mãi ăn không ngồi rồi hay ngồi mát ăn bát vàng thì đến cuối cùng không hủy hoại gia đình thì cũng tự hủy hoại chính bản thân mình. 2. Trốn ăn chơi trụy lạc. Với một người đầy ắp hoài bão, việc anh ta cần mẫn làm việc suốt nửa đời người sẽ có được tài sản tích lũy, có thể giúp bản thân và gia đình tận hưởng cuộc sống, trải qua những ngày tháng đủ đầy. Thế nhưng lúc này, nếu như dại dột sa chân vào chốn ăn chơi trụy lạc, họ sẽ phải trả giá đắt vì bước vào thì dễ, thoát ra quá khó. Những nơi ăn chơi trác táng là nơi khiến con người ta dễ dàng đánh mất lý trí của mình nhất. Một khi đã đắm chìm, hưởng lạc trong đó, sẽ chẳng thể rút chân ra, cuối cùng dẫn đến cảnh tán gia bại sản, vợ con ly tán, gia đình tan vỡ. Từ cổ chí kim, chuyện này cũng không hiếm gặp. Vậy nên cố nhân mới dạy người đời sau chúng ta nên tránh xa những nơi này. 3. Cố hương. Nói đến cố hương ở đây hoàn toàn không có ý nói rằng con người sau khi trở nên giàu có thì không được trở về cố hương, mà muốn nhấn mạnh đến tâm thái khi trở về của anh ta. Người trở về quê nhà khi đã công thành danh toại nên mang tâm thái khiêm nhường, đừng bao giờ khoa trương, thể hiện thái quá bản thân ra bên ngoài. Một người xa xứ an nên làm ra, khi trở về quê hương lại huênh hoang, phô trương sự giàu có của mình khắp nơi. Thứ nhất, anh ta có thể vẫn sẽ vấp phải sự bàn tán, chê cười. Thứ hai, anh sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là việc mượn tiền. Những người có nhu cầu vay mượn sẽ tới tìm anh ta mượn tiền. Nếu cho mượn, có thể sẽ nuôi dưỡng thói quen xấu không làm mà hưởng của người khác. Điều này chẳng khác chi làm hại họ. Nếu không cho mượn, anh ta có thể sẽ trở thành bạc tình, bạc nghĩa, do vậy mà đắc tội với người khác. Vì thế, để tránh rắc rối cho bản thân, chúng ta vẫn nên nghe lời khuyên của cổ nhân, âm thầm lặng lẽ vẫn hơn. Trường hợp thứ hai, khi nghèo khó chớ gần hai người này. Con người khi có tiền, trở nên giàu có, tự nhiên có nhiều người tiếp cận, nhờ cậy, tiêu tiền của bạn, ăn cơm của bạn. Con người khi hết tiền, người người tìm cách lánh mặt nỗi khổ của bản thân, một mình tự gặm nhấm. Có tiền, người khác đợi bạn nói, không tiền, người khác nói như té nước vào mặt, chẳng chút khách khí, không thèm nề mặt bạn chứ chưa nói đến việc cho bạn được lên tiếng. Có tiền, việc gì bạn làm đều có lý, không tiền, việc gì bạn làm cũng tốn công vô ích. Có tiền, có thể cất cao tiếng nói, lớn tiếng bình luận, bàn về lý tưởng, không tiền, nói về lý tưởng chỉ khiến người khác cười nhạo vào mặt mình. Con người sống trên đời, bất luận là có tiền hay không tiền, đều cần phải biết nhìn người, học cách nhìn người, đừng kết bạn một cách tùy tiện, cũng đừng cầu cứu người khác một cách tùy tiện. Chỉ khi lâm vào cảnh nghèo khó túng quẫn, con người chúng ta mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của người thân bạn bè xung quanh mình. Lúc này, người có thể nghèo nhưng tuyệt đối không thể nhụt chí. Và hãy nhớ tránh xa hai kiểu người dưới đây. 1. Người dậu đổ bìm leo, thừa cơ hãm hại người khác. Hạng người này thường hả hê khi nghe ai đó gặp bất hạnh, thích cười cợt trêu đùa trên nỗi đau của người khác. Khi bạn giàu có, họ sẽ vây quanh nịnh hót, coi trọng bạn. Đến khi bạn xa cơ lỡ vận, họ không những không giúp đỡ mà còn xa lánh, khinh thường, thậm chí vu oan giáng họa cho bạn. Vậy nên, khi bạn nghèo khó đã nhìn thấu bộ mặt thật của hạng người này, thì đến lúc bạn đổi đời đổi vận, càng phải tránh xa. Bởi lẽ bản thân những người này đã là một tai họa.
2. Người giả thân thiết với bạn. Khi bạn khó khăn, những người bình thường gần gũi bạn bỗng tự động xa lánh bạn. Như thể bạn là một thứ bệnh dịch truyền nhiễm, họ không muốn vì bạn mà rước họa vào thân. Khi bạn nghèo khó, vì để xoay vòng vốn làm ăn mà chạy vạy đi mượn tiền khắp nơi, nhưng những người đó lại không muốn ra tay trợ giúp bạn, nên sẽ tự động tránh mặt bạn. Kiểu người này chỉ muốn cùng bạn hưởng phúc, chứ chẳng muốn cùng chung hoạn nạn với bạn. Bởi vậy, trong cuộc sống, nếu gặp phải những người như vậy, thì tốt nhất hãy cách xa họ, kẻo đến một ngày bạn sẽ bị họ xem thường coi khinh, mà bị mất đi tôn nghiêm của mình. Giàu sang tránh xa ba nơi, nghèo khó chớ gần hai người là lời răn chân thành được đúc kết từ những kinh nghiệm sống mà người xưa để lại, giúp chúng ta có thể sống hạnh phúc an yên. Vì thế hãy tránh những nơi bắt nháo và xa lánh những kiểu người thiếu tử tế. Hãy xem nghèo khó là một thử thách trong cuộc sống này và thản nhiên, dũng cảm đối mặt, mỗi chúng ta sẽ tìm ra hướng đi cho mình. Trời không phụ lòng người, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, nhất định sẽ có ngày nhận được đền đáp xứng đáng. Phần 6. Trong đời, có 3 thứ nên tiết kiệm, nhưng nhiều người lãng phí, tới khi ngoảnh lại thành người trắng tay toàn tật. Quý vị thân mến, nếu không kiểm soát được 3 thứ này, cuộc sống của bạn sẽ rơi vào hỗn loạn, nghèo khổ, và chẳng còn ý nghĩa gì hết. Đời người ngắn ngủi chỉ quẩn quanh trong khoảng 30.000 ngày, 1 năm 365 ngày. Nếu thử tính một chút thì ta thấy thời gian mà chúng ta có rất hạn chế. Cuộc sống này là hữu hạn, vậy thì chúng ta phải làm sao mới có thể sống một cách tốt nhất đây? Thứ nhất, đừng lãng phí sức khỏe của bạn. Tôi có một người bạn cùng lớp, ngay sau khi tốt nghiệp thì cậu ấy đã đến đầu quân cho Huawei, sau đó còn làm việc tại Huawei trong nhiều năm. Nhưng 2 năm trước lại đột nhiên bỏ việc, trở về quê. Trước khi rời đi, tôi đã dùng bữa với cậu ấy và tôi hỏi tại sao lại từ chức ở một tập đoàn lớn. Dù sao thì cũng đã ở đó ngần ấy năm, lương cao, cổ phiếu, cổ phần, cái gì cậu cũng có. Cậu ấy nói quyết định từ chức là bởi vì một sự kiện rất ngẫu nhiên. Lúc đó cậu ấy đang gấp rút làm một dự án, tăng ca cực kỳ khốc liệt, dáng vóc vốn dĩ đã rất ốm rồi, nhưng vì thức khuya mà cả cơ thể trở nên tái nhợt và càng gầy guộc hơn, mắt cũng xuất hiện quầng thâm. Một đêm nọ, sau khi tăng ca xong, cậu ấy gọi taxi về nhà, vì quá mệt nên đã lăn ra ghế sau ngủ thiếp đi. Đến nơi rồi mới tỉnh dậy, dù đã ngủ một giấc, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy rất uể oải, thiếu năng lượng. Tài xế taxi do dự muốn nói rồi lại thôi. Một ông chú chạc 50 tuổi, nhưng cuối cùng ông ta cũng tốt bụng nhắc nhở cậu. Cậu trai trẻ, còn trẻ như vậy, tốt nhất đừng đụng đến ma túy. Cậu ấy nói rằng sau khi nghe câu nói đó, trong đầu lập tức có một suy nghĩ, ngày mai nhất định phải nghỉ việc, không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa. Tiền bạc đương nhiên quan trọng, nhưng khi một công việc không chỉ lấy đi thời gian của bạn, mà còn cướp đi giấc ngủ và sức khỏe của bạn trong một thời gian dài thì bạn nhất định phải cẩn thận. Như người ta thường nói trong các bộ phim, có số kiếm được nhiều tiền thì cũng cần phải có mạng hưởng mới được. Đọc cuốn sách của nhà văn Dương Giáng, có một đoạn văn khiến tôi rất xúc động. Trong lúc chung thư bệnh, tôi chỉ mong có thể sống lâu hơn anh ấy 1 năm. Chuyện chăm sóc người khác, đàn ông vốn không bằng phụ nữ. Tôi gắng sức chăm sóc bản thân, tranh giành 4 chữ chồng trước vợ sau, vì nếu như thứ tự bị sai thì sẽ rất gay go. Tôi gắng sức chăm sóc bản thân để có thể chăm sóc anh khi anh ốm đau, thu xếp hậu sự sau khi anh ra đi. Thật là một tình yêu sâu nặng. Một con người dù có lý tưởng và hoài bão lớn đến đâu, dù tài giỏi bao nhiêu, giàu sang bao nhiêu, dù có muốn chăm sóc cha mẹ vợ con đến nhường nào, nếu như người đó không có sức khỏe thì mọi thứ cũng đều bằng không. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe là số 1. Khi có số 1 này rồi thì những con số đi theo sau mới có ý nghĩa. Thứ hai, đừng lãng phí tiền của bạn. Một cặp vợ chồng người Mỹ đã mua vé số và trúng giải thưởng lớn lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Sau khi trừ thuế thì còn lại 327 triệu đô la Mỹ. 5 tháng sau, phóng viên đến phỏng vấn và thấy họ giống như chưa từng nhận được giải thưởng lớn nào cả, vì cuộc sống của họ vẫn y như trước.
vẫn ở trong căn nhà cũ kỹ, lái chiếc xe cả tàng, mua đồ thì vào siêu thị giá rẻ ở lân cận, ăn mặc xuề xòa, thậm chí còn tự tay dọn rác. Không có máy bay du lịch, không có ô tô sang trọng, hoặc thậm chí hàng hóa xa xỉ cũng không. Vậy tiền đâu? Tiền đã chạy đi đâu mất rồi? Cũng chưa từng nhìn thấy các bạn tiêu xài. Phóng viên nhịn không được liền hỏi. Cặp vợ chồng mỉm cười, trả lời đã đầu tư một số. Một số thì quyên góp cho vài tổ chức từ thiện để sử dụng chúng cho việc nghiên cứu bệnh ung thư và giải quyết nạn đói trẻ em. Họ thẳng thắn chia sẻ, hiện tại chúng tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tất nhiên chúng tôi cũng từng có suy nghĩ tiêu xài số tiền đó. Nhưng một khi dục vọng vật chất bị đốt lên rồi thì khó mà dập tắt được. Cuối cùng sẽ nuốt chửng lấy chính mình và khiến chúng ta đánh mất lý trí. Sau khi phóng viên đưa tin, nó ngay lập tức trở nên nổi tiếng trên mạng bởi vì thái độ của cặp vợ chồng này đối với tiền tài. Đứng trước khối tài sản khổng lồ, quả thật hiếm có người có thể giữ lý trí và đầu óc sáng suốt như vậy. Có quá nhiều trường hợp sa đọa ngay khi có tiền, có nhiều hộ gia đình phá sản. Những người trúng số chưa tới mấy năm đã nghèo rớt mồng tơi. Vì vậy, nếu bạn có tiền thì xin đừng phung phí. Điều này sẽ giúp bạn giữ được sự tỉnh táo và lý trí của mình. Nếu bạn không có tiền, thì bạn càng không thể phung phí tiền. Bởi vì trong cuộc sống cái gì cũng cần đến tiền. Trong tay có tiền mới có tôn nghiêm và tự tin, mới có thể lâm nguy không loạn. Hãy nhớ rằng, chỉ những người biết kiểm soát tiền bạc mới có thể kiểm soát được cuộc sống. Cuối cùng, đừng lãng phí lòng tin của người khác đối với bạn. Hơn 10 năm trước, chú tôi và một người bạn bắt đầu hợp tác kinh doanh với nhau. Chú rất tin tưởng người cộng sự này, giao toàn quyền quản lý nhà máy, tài chính, chất lượng sản xuất cho người đó. Còn bác thì ngày ngày ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm khách hàng. Thế mà hơn một năm sau tôi nghe tin chú tôi phá sản. Còn người bạn làm ăn hùn vốn với chú thì đã ôm tiền bỏ trốn. Nguyên do công ty phá sản là vì chất lượng sản phẩm không đạt. Liên tiếp 3 đợt hàng bị khách trả lại khiến hàng tồn quá nhiều. Vòng quay vốn thì quá thấp. Người bạn mà chú hết mực tin tưởng năm đó, nay lại trở thành người đẩy chú xuống vực thẳm. Chú thế chấp bất động sản và ô tô của mình, bán hết máy móc thiết bị để trả tiền lương cho công nhân. Sau đó từ hai bàn tay trắng, chú lại miệt mài thêm 5 năm mới có thể làm nên sự nghiệp một lần nữa. Sau này, nghe nói kẻ lấy tiền bỏ chạy năm đó lại vướng vào một vụ lừa đảo khác, chứng cứ xác thực nên đã bị bắt vào tù. Lão Tử đã từng nói, người nếu không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng, sự nghiệp không có uy tín thì không thể phát triển, và một quốc gia nếu không có uy tín ắt sẽ suy tàn. Nếu một người đánh mất lòng tin của người khác dành cho mình, thì tương tự như đã đánh mất đi nền tảng tu dưỡng bản thân và sự nghiệp, cuối cùng người đó sẽ bị trừng phạt. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn thật tốt, quản lý tiền bạc thật tốt, đối xử tốt với lòng tin của người khác dành cho mình, thì cuộc sống của bạn nhất định sẽ không đến nỗi tồi tệ. Cơ thể khỏe mạnh, trong tay có tiền, xung quanh có bạn bè thì sẽ có thể tươi cười đến điểm cuối cùng. Phần 7. Có 5 bí quyết để bạn có thể tăng khả năng tiết kiệm của mình. Chia sẻ công thức để xây dựng một khả năng tài chính ổn định hơn. Quý vị thân mến, lối sống sai lầm khiến bạn làm cực như trâu mà vẫn không tiết kiệm được đồng nào, thay đổi nhanh còn kịp. Một sự thật luôn đúng đó là khi có tiền dư giả, cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Bạn có thể làm những việc mình muốn và tiết kiệm nhiều hơn, nhưng nếu không biết quản lý chi tiêu, sống mà chạy theo các khuyến mãi hấp dẫn từ các cửa hàng, chỉ lao vào mua sắm, bạn sẽ khó có được khoản tiền dư giả mỗi tháng, có khi là kiệt quệ tài chính. Nếu bạn nhận thấy mình có thói quen khó bỏ này, có thể bạn đang sống trong tình trạng lạm phát lối sống, lifestyle creep. Tình trạng này xảy ra khi mức sống của một người được cải thiện do thu nhập tăng lên, và những thứ trước đây được coi là xa xỉ lại trở thành nhu cầu thiết yếu của họ. James Andrew, biên tập viên tài chính cá nhân cấp cao tại Money.com, giải thích rằng thu nhập tăng có thể mang lại cảm giác thích thú, vì mình có thể đạt được những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên nó làm tăng chi phí mỗi tháng của một người và khiến số tiền tiết kiệm,
hoặc tiền để thực hiện các kế hoạch khác bị ít dần đi. Việc dễ dàng vay và sử dụng thẻ tín dụng cho phép mua hàng nhiều hơn đã góp phần vào hiện tượng lạm phát lối sống. Đó là khi mọi người không nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của việc tăng lương, mà là sự thất vọng bởi những con số nợ trong tài khoản ngân hàng ngày một tăng cao. Các ví dụ về hiện tượng lạm phát lối sống có thể kể đến như chi thêm tiền mỗi ngày để mua cà phê ở quán nổi tiếng hơn, ăn ngoài thường xuyên và nhiều hơn, mua quần áo đắt tiền, thuê giúp việc dù không thật sự cần, mua hoặc thuê nhiều nhà hơn nhu cầu. 5 bí quyết để kiểm soát sự thay đổi lối sống chính là: bí quyết số 1, tạo cho mình một động lực tài chính. Jainapwa Swanji, một chuyên gia tài chính, tiết lộ một cách tốt để kiểm soát tài chính của bạn chính là: hãy bắt đầu bằng cách sử dụng tính năng phân loại chi tiêu có sẵn trong ứng dụng của ngân hàng, hoặc có thể in bản sao kê từ ngân hàng, thống kê các hạng mục chi tiêu, hệ thống hóa chúng theo cách riêng của bạn, ví dụ như phân loại theo màu sắc. Bằng cách này, bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn về hạng mục mà bạn đang vung tiền nhiều nhất, những thứ chi tiêu mà bạn có thể kiểm soát và hướng tới mục đích tiết kiệm để có sự vững vàng về tài chính. Đây cũng chính là động lực tài chính mà bạn nên hướng về. Bí quyết số 2, đối xử tốt với bản thân, nhưng không phải vung tay quá chán. James tiếp tục, không thể phủ nhận rằng những người đã làm việc chăm chỉ để có thu nhập cao hơn thì nên chi tiêu một chút để lo cho bản thân. Nhưng để tránh mắc nợ, bạn nên xem xét một việc nào đó trong cuộc sống mà bạn muốn nâng cấp hoặc cải thiện, hơn là thay đổi toàn bộ cuộc sống. Bạn muốn có quần áo mới, du lịch và khám phá những địa điểm ăn uống đắt tiền mới, nhưng làm tất cả những thứ này vào cùng một lúc sẽ khiến bạn không thể tiết kiệm và thậm chí khiến tình hình tài chính của bạn trở nên tồi tệ hơn trước khi thu nhập của bạn được tăng lên. Thay vào đó, bạn có thể lập danh sách một hoặc hai món đồ tự thưởng cho mình trong tháng, tính chúng vào thu nhập hàng tháng của bạn. Bí quyết số 3, tiết kiệm vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bài học mà đại dịch đã dạy chúng ta chính là cuộc sống không có gì là bất biến và luôn phải có quỹ khẩn cấp trong trường hợp bạn không thể làm việc, giúp bạn cảm thấy an toàn hơn về mặt tài chính. Vì vậy, điều quan trọng là vẫn tiếp tục tiết kiệm tiền ngay cả khi bạn đang kiếm được nhiều tiền hơn, và đặt cho mình những mục tiêu tiết kiệm mới có thể giúp bạn có được một quỹ tài chính ổn định. Bạn có thể làm theo công thức 20-30-50 khi lập ngân sách và tiết kiệm như sau. Khoản đầu tiên là 50% thu nhập của bạn sẽ dùng để chi trả sinh hoạt phí mỗi tháng như tiền điện nước, internet, xăng, tiền cước điện thoại, tiền thuê nhà nếu có. Số tiền này là cố định, mỗi tháng gần như là bằng nhau. Khoản thứ hai là 30% thu nhập sẽ dành cho mua sắm, du lịch, chăm sóc già. Thậm chí, tiền mừng cưới, tiền gửi bố mẹ cũng sẽ được tính vào đây. Khoản thứ ba là 20% còn lại sẽ được dùng để tiết kiệm, làm quỹ tự do tài chính. Mà với khoản tiền này, tốt nhất là bạn nên cài chế độ tự động trích tiền mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm, tránh tình trạng bạn lỡ xài thâm hụt. Bí quyết số 4, sử dụng tài khoản tiết kiệm riêng. Jainat cho biết, khi mức lương tăng lên đột ngột, việc vung tiền để thưởng cho bản thân sẽ diễn ra một cách thường xuyên và ngày càng hấp dẫn hơn. Vì vậy, thật tốt nếu bạn có thói quen chuyển một khoản tiền vào tài khoản tiết kiệm riêng mỗi khi bạn nhận lương, sau đó giữ phần còn lại để chi tiêu trong cả tháng. Bí quyết số 5, không bị ảnh hưởng bởi những gì người khác làm. Khả năng tài chính của mọi người là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là không nên so sánh chuyện chi tiêu, tiết kiệm của bạn với người khác. James nói thêm, nếu bạn liên tục thấy mình so sánh tài chính và sự giàu có của chính mình với những gì người khác có thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Bất cứ thứ gì bạn mua bằng đồng tiền mà mình vất vả mới kiếm được thì nên mua vì niềm hạnh phúc cho bạn hoặc cho gia đình, chứ không phải để theo kịp người khác hoặc để khoe khoang trên mạng xã hội. Phần 8. Dù hết tiền cũng không làm 15 điều này, vậy mới là người lý trí và thông minh, vượt qua mọi thị phi để tìm đến cuộc sống giàu sang.
Thưa quý vị và các bạn, trên đường đời không ai không muốn mãi giàu sang phú quý. Nhưng cuộc sống không giống với cuộc đời. Sông có khúc người có lúc, nếu chẳng may hết tiền thì sao? Có lẽ điều nên làm hữu ích nhất lúc này là, cho dù như nào cũng không được cho phép bản thân lười nhác, chìm vào khổ đau không thể vực dậy. Con người sống trên đời sẽ có những lúc lâm vào đường cùng và khó khăn. Đối diện với những thiếu thốn về kinh tế và lợi ích tiền bạc, con người rất dễ đánh mất bản thân, làm những chuyện thiếu suy nghĩ và vượt quá giới hạn đạo đức. Người sống lý trí xứng đáng có tương lai tốt đẹp và hạnh phúc vì họ không làm 15 điều dưới đây. 1. Đừng nên giả vờ bản thân là người hào sảng, chi tiền không tính toán. Điều này thật sự không thể mang lại lợi ích gì ngoài những hệ lụy nghiêm trọng. Người khác sẽ không vì chút ân huệ nhỏ nhoi mà thành tâm đối xử với bạn. Hơn nữa, chi ra trong những lúc bản thân đang bị eo hẹp kinh tế chỉ khiến bạn thêm thiệt thòi mà thôi. 2. Cố gắng không thức khuya trằn trọc suy nghĩ, đừng vì kiếm tiền mà khiến sức khỏe của bản thân xuống cấp trầm trọng. Nếu không thì dù cho tiền kiếm được nhiều đến mấy cũng vô dụng, không thể nào mua lại một cơ thể khỏe mạnh. 3. Đừng bao giờ hoang tưởng việc cá cược hay trúng số để phát tài, giàu có sau một đêm. Các loại cá cược đỏ đen chỉ khiến bạn nghèo nàn hơn mà thôi, thậm chí còn hủy hoại luôn một đời. 4. Đừng vì thiếu thốn tiền bạc mà nghĩ quẩn, làm những chuyện gây hại cho người khác, vi phạm pháp luật. Bởi lẽ, những hành vi này sẽ phá hủy tiền đồ phía trước. Một chút vết nhơ trong lý lịch cũng khiến bạn khó tìm kiếm việc làm. 5. Hết tiền cũng cố gắng đừng mượn bạn bè hoặc người thân. Mối quan hệ sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi đôi bên động chạm đến vấn đề lợi ích và tiền bạc. Đến lúc đó, bạn mới hiểu thế nào là lòng người, bất kể tình cảm vốn sâu đậm đến đâu. 6. Đừng ôm tư tưởng tiêu xài trước, trả sau, cứ tiêu xài thoải mái. Con người chỉ sống được một lần, chỉ cần vui vẻ là được. Để rồi bạn sẽ hối hận với những khoảnh khắc sốc nổi này, khi bản thân lâm vào cảnh nghèo túng, nợ nần, bế tắc. 7. Hết tiền thì sao? Cũng không được cho phép bản thân lười nhác, chìm vào khổ đau không thể vực dậy. Còn nỗ lực, bạn vẫn còn cơ hội để làm nên tất cả. Chí ít điều này sẽ mang lại hy vọng hơn việc suốt ngày chỉ biết nằm đó than thân trách phận, oán trách vì sao bản thân lại nghèo khổ, kém may mắn hơn người khác. 8. Kinh tế đang gặp khó khăn thì hãy mạnh dạn từ chối những cuộc hẹn, bữa tiệc, những chuyến du lịch. Một người bạn, người sếp chân chính sẽ không bao giờ đánh giá thấp chỉ vì bạn không tham gia những cuộc vui này. 9. Lúc hết tiền, đừng bao giờ lịch sự với người ngoài, cộc cằn với người nhà. Vì trong giai đoạn này, người ở bên cạnh bạn chính là gia đình, chứ không phải người dưng nước lã ngoài kia. 10. Nghèo túng thì đã sao? Đừng quá coi trọng thể diện, cũng đừng quá đặt nặng những lời đàm tiếu và đánh giá của người khác. Hạ thấp cái tôi để kiếm tiền. Bạn sống cho cuộc đời của chính bạn, chứ không phải sống để làm vừa lòng bất cứ ai. 11. Đừng bao giờ nằm mơ giữa ban ngày rằng rồi sẽ có người giúp đỡ, cũng đừng nghĩ đến những chuyện to tát như sáng nghiệp hay làm chủ. Trước tiên, hãy sống thật chân thành và thực tế, nỗ lực làm việc, tích lũy tài sản rồi mới tính tiếp. 12. Kinh tế cạn kiệt, cuộc sống bức bách, nhưng mượn tiền cũng phải trả lại đàng hoàng, đừng vì những phút thế này mà cho phép bản thân làm chuyện sằng bậy, vượt quá giới hạn đạo đức. 13. Cuộc sống càng khó khăn thì càng phải kiên cường, không được từ bỏ chính mình, buông xuôi tất cả. Hãy giữ tác phong và nhân phẩm tốt nhất dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hơn hết, lương thiện phải là thứ được gìn giữ trong tim, thấu hiểu cách tôn trọng người khác. Bạn sống tốt thì ắt sẽ gặp quý nhân trong những lúc hoạn nạn, giúp bạn thoát ra khỏi vũng bùn của thực tại, cứu bạn một mạng. 14. Khi hết tiền, đừng làm những việc trong kế hoạch dài hạn. Hãy tập trung vào kế hoạch ngắn hạn trước, kiếm tiền nhỏ rồi mới nghĩ đến đầu tư sau này. 15. Không mù quáng tin tưởng dễ dàng.
khi bạn hết tiền là lúc bạn khảo nghiệm những người thân thiết bên cạnh. Người ở lại chính là quý nhân cần được trân trọng cả đời. Phần 9. 6 khoản tiền càng tiêu càng giàu. Người khôn ngoan không bao giờ cân đo đong đếm. Quý vị thân mến, khi đã sở hữu gia tài giàu có, công thành danh toại, đối với những người khôn ngoan nhất, không bao giờ chi tiêu một cách vô tội vạ, mà họ luôn sẵn lòng đầu tư cho 6 thứ sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những người giàu tham vọng luôn muốn mạnh tay chi tiền để hơn hẳn người khác. Thế nhưng, họ không làm điều này một cách bừa bãi mà có tính toán. Thực tế, người giàu thực sự ít khi chi tiêu vô tội vạ. Cho dù sử dụng vào mục đích gì, chắc chắn đó là một khoản chi hợp lý, đem lại mục đích cho họ. Với những thứ mà họ cho là cần thiết, người giàu chưa bao giờ tiếc tiền. Khoản đầu tư thứ nhất, quyền riêng tư và bảo mật. Hơn ai hết, các triệu phú và tỷ phú rất lo sợ thông tin cá nhân của mình bị lộ ra ngoài. Điều này có thể kéo theo nhiều rắc rối không cần thiết, ảnh hưởng tới cả thương vụ cũng như an toàn bản thân. Vì thế, không ít người sẵn sàng chi ra hàng triệu đô la Mỹ cho các vấn đề liên quan tới bảo mật, đặc biệt là khi họ thường xuyên có giao dịch kinh doanh liên quan đến quốc tế. Tuy số tiền phải chi định kỳ là một khoản không hề nhỏ, nhưng nếu so với những thiệt hại họ sẽ phải gánh chịu nếu bị tấn công mạng, thì con số chẳng thấm vào đâu. Vì vậy, đây là một sự lựa chọn khôn ngoan và hoàn toàn sáng suốt. Khoản đầu tư thứ hai, đội ngũ chuyên gia tư vấn uy tín. Dù năng lực cá nhân giỏi đến đâu, không ai có khả năng làm tốt tất cả một mình được. Điều hành những công ty lớn thì càng không thể. Muốn làm được điều này thì những người giàu sẽ cần một đội ngũ các chuyên gia, cố vấn xuất sắc ở bên cạnh mình. Khoản đầu tư thứ ba, những tài sản trú ẩn an toàn. Người giàu không mua nhà chỉ để ở giống như người thường. Thay vào đó, bất động sản giống như một khoản đầu tư hoặc một nơi trú ẩn để không phải chịu tác động từ lạm phát như khi giữ tiền mặt. Với những người am hiểu thị trường, việc lựa chọn được vị trí tốt với mức giá phù hợp sẽ giúp giá trị bất động sản tăng lên theo thời gian. Đây là cách đầu tư vô cùng khôn ngoan, đem tới hiệu quả lâu dài. Khoản đầu tư thứ tư, nền giáo dục chất lượng cho thế hệ sau. Nếu có đủ khả năng chi trả thì tất cả chúng ta đều mong con cái của mình sẽ có được nền giáo dục tốt nhất. Dù là người thường hay những người giàu, ai cũng muốn có được nền giáo dục cho thế hệ sau. Thế nên họ sẵn sàng đầu tư tiền để con cái có thể học được ở những ngôi trường hàng đầu. Khoản đầu tư thứ năm, những thú vui, sở thích cá nhân. Nhiều người không hiểu được rằng tại sao lại có khách hàng chịu mua những chiếc xe ô tô, những chiếc đồng hồ, du thuyền trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Bên cạnh nhu cầu đầu tư, hành động này cũng là một cách để người giàu thỏa mãn sở thích riêng của mình. Có người mua những chiếc xe đua vì yêu thích cảm giác mạnh, có người mua du thuyền vì có tình yêu với biển cả. Dù đó là khoản chi nào đi nữa, người giàu sẵn sàng chi trả để cân bằng công việc với cuộc sống cá nhân. Ngoài ra, nếu là người thường xuyên phải di chuyển, họ còn sở hữu cho mình những chiếc máy bay riêng. Nó giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian vô nghĩa dành cho việc di chuyển. Khoản đầu tư thứ 6, làm từ thiện. Hầu hết người giàu đều không làm từ thiện vì những lợi ích mà nó sẽ đem lại sau này. Không ít người trong số họ đi lên từ hai bàn tay trắng, phải cố gắng rất nhiều mới có được thành công như hiện tại, nên họ thấu hiểu những mảnh đời kém may mắn hơn. Họ làm để cảm thấy bản thân như đã đóng góp một điều gì đó cho nhân loại. Làm từ thiện không thể giúp bạn trở nên giàu có hơn, nhưng có thể biến cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ. Đồng tiền luôn phát ra âm thanh nhưng tờ tiền thì im lặng. Vì vậy, dù là người giàu hay người nghèo cũng cần biết, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy luôn giữ im lặng. Người khôn ngoan không tiêu tiền tiết kiệm vào ba vùng cấm này, nếu không càng sống càng khốn khó. Hiểu được 6 loại tính cách này sẽ giúp bạn sử dụng tiền khôn ngoan hơn. Cuộc sống có 3 kiểu người giàu giả nghèo, người nghèo giả giàu,
chỉ có kiểu thứ ba mới thực sự là khôn ngoan nhất. Dù bạn có tiền hay nghèo kiết xác, có ba điều vẫn phải khắc cốt ghi tâm để không bị khinh rẻ. Đáng tiếc, điều số 2 không mấy người chú ý. Con người lúc có tiền, cần tránh xa ba nơi. Lúc không tiền, cần tránh xa hai người này. Có ba thứ nên tiết kiệm, nhưng nhiều người lãng phí, tới khi ngoạch lại thành người trắng tay toàn tập. Có 5 bí quyết để bạn có thể tăng khả năng tiết kiệm của mình. Chia sẻ công thức để xây dựng một khả năng tài chính ổn định hơn. Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ. Dù hết tiền cũng không làm 15 điều này, vậy mới là người lý trí và thông minh, vượt qua mọi thị phi để tìm đến cuộc sống giàu sang. 6 khoản tiền càng tiêu càng giàu, người khôn ngoan không bao giờ cân đo đong đếm. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi mỗi khi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.